Yo, hello what's up, chào anh em nha, quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đó mọi người nha. Chào anh em, game mặt là Chiến Minh từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước ở video cho anh em xem video và đầu video như subscribe và một đăng ký kênh của channel phát triển nha của anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với cái series pull code rút quà của server mới anh em, cùng chào đón sự kiện rút Ninh Vương rút Walo anh em. Xem ở sự kiện này thì chúng ta liệu có săn được tướng mới không và liệu có giấy chơi không thì ở video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm. Hiện tại tôi ở server mới nhất anh em 502. Tuần này khi bạn nhận xe mới thì bên thư có mỗi thứ nhất là thư quà tặng anh em, không có một phần quà nào đi kèm nữa các bạn, nên là tôi nghĩ là tuần này sẽ hơi khó. Còn đâu khó đến đâu thì là chúng ta phải đi nhập code hốt quà thì mới biết được. Ây da, chớp hay hồn. Tôi nghĩ tuần này chơi sẽ hơi bị ban căng luôn anh em nhé. Gift code thì hiện tại chúng ta chỉ có duy nhất 3 code anh em, không có hơn. À, lộn, sorry, có 4 các bạn. Nhưng mà code này với anh em xe mới cũng chả nhập được đâu. Đó là VIP code chiên các bạn. Cái này thì cập nhật qua cho các bạn thôi. Hiện tại thì còn VIP code chiên nữa, bạn nào mà chưa nhập thì tranh thủ nhập. Đâu giờ nhập ngay vào luôn, xe mới có 3 code anh em. Tuần này là một trong những tuần ít code nhất các bạn. Đợi đến cuối tuần này nếu mà may thì còn có thêm được code rút Walo nữa thì là thêm được ít code quà code nữa, hoàn toàn hết các thư quà tặng không còn các bạn đấy. Hiện tại là toàn bộ quà code hiện tại sao mới anh em thì nhập được 1, 2, 3, 4 anh em, 4 quà code hết. Tổng quà code về thì chúng ta thu về được 25 thùng bia, 3k3 kim cương. Quyển AL rồi không nói anh em, rồi được 25 thùng bia. Rồi đó, trước mắt là chưa biết thế nào anh em, thấy không còn gì chơi luôn đó. Ra bắt luôn rút Walo thì ôi giời ơi các bạn, phanh chi căng thế nhờ. Thề cái series của tuần này nghe chừng ban căng đấy các bạn, đứng ngồi không yên anh em, hay gọi đứng yên chỗ đấy các bạn. Rồi giờ câu chuyện theo 400 kim cương anh em, giờ sẽ là câu chuyện theo 400 kim cương, chúng ta đi tìm nơi đâu. Ok, đọc có bia vàng nào. Pepo. Lính trì này, à quên, triệu hồi tướng nữa thôi anh em. 2 3 4 5 6, biết đủ chưa các bạn? Rồi, thiếu 200 nữa anh em. Thiếu 2 tướng lính trì 10 sao nữa. Ôi 2 tướng 5 sao nữa, sorry, 2 tướng 5 sao nữa nha. Còn bây giờ đi chiêu mộ như này gọn. Hết cách. Uroge rồi các bạn, nghe chừng đủ đấy. Hết cách anh em, đúng là hết cách thật các bạn, đúng là như vậy đấy anh em. Rồi ok các bạn, chúng ta đã kiếm đủ 5k kim cương xe vào mới các bạn. Ôi ôi, không những ít nhất là kiếm được là được rồi các bạn, thật sự luôn, kiếm được là được rồi anh em. Còn này chưa biết thế nào các bạn, tôi nhìn thấy rất là căng rồi anh em. Chưa vấn đề nói đến vấn đề nó đập ra ngon dở này với là các bạn. Kiếm đồ tài nguyên rồi đã khó khăn rồi, càng ngày xe vào mới càng khó khăn. Bên nhà phát hành đang định hướng thế nào các bạn? Thì thường thì các bạn nhảy xe mới sẽ là nhiều quả cốt và sẽ được nhiều thứ để các bạn trải nghiệm hơn. Nhưng với tình trạng này thì trải nghiệm thế nào ta? Khó hiểu thật sự các bạn. Ôi giời luôn, nhưng mà may vẫn ra được Fury anh em. Ok, có vẻ như đây là quấy đâu ra? Tiêu phí anh em, tiêu phí kim cương các bạn. Đúng rồi, chúng ta có sự kiện tiêu phí kim cương nữa. Máy em quên các bạn, chúng ta sự kiện tiêu phí kim cương nữa. Kaku. Bữa tôi thấy mấy anh em mà đập X1 có khả năng ra tướng cao hơn, tôi nghĩ chắc không đâu bạn, thật sự. Tôi nghĩ cái này chắc là không đâu anh em. Không phải dễ ăn thế đâu ạ. Ok, hợp nào. Robin ạ. Toàn bộ tất cả xe mới có thể làm hiện tại anh em. Còn 50 cốc vàng nữa các bạn đập thì thêm được 10 thùng bia nữa hết tầm. Căng thế nhờ. Ok các bạn. Nào, nó anh em sorry đây. Và đập luôn anh em, 50 cốc vàng đủ là đập luôn các bạn, xử luôn chứ sao nữa anh em. Nhưng mà vẫn là ban căng luôn các bạn nhé. Vẫn cứ là ban căng luôn anh em. Vẫn cứ là ban căng luôn các bạn. Ok. 10 thùng bia nữa. Nhưng mà nói chung thì nói vậy anh em vẫn kiếm được số lượng thùng bia cũng khá. Đấy là anh em cứ đập xe mới, nếu mà hàng nào nhân phẩm ra được một vài con tướng ngon thì các bạn nên chơi. Đấy, trên đâu hết rồi các bạn. Đó toàn bộ chia sẻ về xe mới tuần này anh em. Nói chung thì vẫn kiếm được đây, tính ra tôi đập được mấy chục thùng ra. Vẫn đập được 110 thùng đấy, đùa đâu các bạn. Nếu nhân phẩm ra được rút Walo hoặc là Usopp hay Jinbe thì các bạn vẫn có thể chơi nhưng chúng vẫn là bàn căng. Thôi, quả còn đang nông dân nữa anh em. Quá căng luôn các bạn. Và thầy xe mới căng quá luôn. Lộn nào. 16 cắt 6 kim cương. Hàng này cũng ồ. Kích hoạt vé dành tay. Bữa tiệc Sanji nào. Bữa tiệc Sanji mùa này trông kiểu vẻ bị lối các bạn này. Ok luôn. Lượm quà. Siêu vòng quay anh em. Được 6 vòng à. 6 vòng thì thêm ít thùng bia đúng không ạ? 6 vòng thì thêm ít thùng bia thôi. Thiếu mười mấy thùng nữa là được 7 rồi anh em. À, chúng ta còn sốc kim cương, mùa này có sốc kim cương, vâng, con này sốc kim cương, đúng rồi. Thế này tiêu kim cương hơi lỡ tay rồi các bạn. 7k9 à. Còn có 7k9 anh em, đã thêm 5 thùng. Bao nhiêu lần ta? Gần đủ các bạn, trong gần đủ này, 3 mấy 4 mấy lần. 41 lần anh em, 328. Vô, gần đủ ạ. Ok, nối vòng quay luôn ạ, nối sự kiện xung vòng quay luôn. Quay vẫn ra, nối nhưng quay vẫn ra được rồi. Ok, tới nào. Thùng nữa, 7 thùng nữa anh em, 7 thùng nữa là ăn được vòng nữa rồi. Kiếm nó bao nhiêu? 30 thùng bia. 120 thùng các bạn, thôi đập chơi vậy. Mà nói đập thùng anh em mới thể không hiểu kiểu gì, anh em đập thùng bấy tôi đập đen ghê, ôi giời lác luôn các bạn. Ok các bạn. Thề đập bấy đen lắm luôn anh em. Đập không ra tướng mới luôn các bạn. Thầy may lắm mùa này rút Ninh Vương thì định nhưng mở Dương thì ra được tướng thì đúng rồi. Ừ đấy, chứ không thì không còn gì nói các bạn, thật sự luôn không còn gì mà nói các bạn. Ok tới nào. Ivan Cock. Ui giời, delay các bạn. Trong khi thấy anh em đang trên fanpage group suốt ngày khoe nhân phẩm. Ui trời, nhìn lên các bạn khoe nhân phẩm đi. Được của nó luôn anh em. Ở đây tôi toàn lắm luôn, chán thật sự các bạn. Yeah. Ok, thôi cái series của hôm nay chắc đã kết thúc đây thôi anh em. Chúc các bạn nhảy xem một mới thành công tốt đẹp, có nhiều gặt hái thành công. Ok, video kết thúc đây nha. Mọi người tiếp theo đừng quên like, share và subscribe của channel Giờ Thì. Bye bye.